chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bika TV. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và thông báo hình quả chuông để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức ô tô hot nhất trong ngày. SUV lên ngôi, loạt xe mới giá dưới 1 tỷ ồ ạt ra mắt tại Việt Nam năm nay. Nhiều mẫu lạ lần đầu tiên xuất hiện. 2020 dự kiến là một năm sôi động của thị trường ô tô Việt Nam nói chung và SUV nói riêng, với một loạt mẫu xe mới đáng chú ý như là Suzuki XL7, Toyota Harrier, Kia Seltos hay là Kia Sorento nâng cấp. Suzuki XL7. Hôm ngày 5 tháng 2, một người dùng đăng tải hình ảnh chiếc Suzuki XL7 trên xe chuyên chở được cho là ở Việt Nam. Hiện tại thì một số đại lý đã nhận đặt cọc XL7 với giá bán dự kiến nằm giữa Suzuki Ertiga và Mitsubishi Xpander. Mẫu xe này theo dự kiến ra mắt vào tháng 4 năm 2020 với giá là khoảng 600 triệu đồng. Suzuki XL7 được lắp ráp tại Indonesia và được xuất khẩu sang Việt Nam giống như người anh em Ertiga. XL7 là tên gọi mới của XL6, là phiên bản SUV của Ertiga, ra đời nhằm mục đích hỗ trợ Ertiga đối đầu với các dòng MPV, line SUV khác như Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, Honda BRV hay là Toyota Rush. Theo Poulton, XL7 có ít nhất 3 biến thể Alpha, Beta và Zeta, nhưng dùng chung động cơ xăng 1,5 lít giống Ertiga. Một số trang bị cao cấp bao gồm đèn pha, đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED. Gương bên chỉnh điện thông minh, tích hợp báo rẽ và nội thất hai tông màu. Các trang bị công nghệ an toàn bao gồm phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi. Kia Seltos. Phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam năm nay sẽ sôi động hơn nhờ sự xuất hiện của mẫu Kia Seltos. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu xe này ra mắt vào khoảng quý 3 năm 2020 và là một sản phẩm được lắp ráp trong nước. Hiện tại phân khúc đang có các mẫu xe Ford, EcoSport, Hyundai Kona lắp ráp tại Việt Nam và Honda HR-V nhập khẩu Thái Lan. Thông tin chi tiết hơn về Kia Seltos dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Một số thông số có thể tham khảo trước bao gồm kích thước tổng thể dài, nhân rộng, nhân cao 4.375 x 1.800 x với 1.615mm và trục cơ sở 2.630mm. Mẫu SUV nhỏ có bố trí 5 chỗ ngồi. Mẫu xe này đã được giới thiệu tại một số quốc gia trong Đông Nam Á với động cơ xăng 2 lít, công suất 148 mã lực, hộp số CVT. Giá bán tham khảo của Kia Seltos tại Philippines tương đương từ khoảng 504 triệu đến 688 triệu đồng. Tại đây, xe được bán ra với 3 phiên bản. Ford EcoSport. Một mẫu xe hạng B mới khác được ra mắt trong năm nay đó là Ford EcoSport. Mẫu xe này sẽ không phải là một thế hệ mới hay bản nâng cấp facelift mà là có một vài thay đổi để tăng sức hấp dẫn trên thị trường. Chiếc EcoSport mới đã được bắt gặp tại gần nhà máy Ford ở Hải Dương, hứa hẹn ngày ra mắt không còn xa. Theo quan sát từ chiếc EcoSport mới lộ diện sớm, mẫu SUV hạng B này sẽ bỏ đi lốp dự phòng ở phía sau. Đây là chi tiết đặc trưng của EcoSport nhưng gây nhiều tranh cãi về thiết kế. Ngoài ra, xe có thêm các tính năng ga tự động và giới hạn tốc độ giống như trên mẫu Focus trước đây. Với những thay đổi không quá nhiều, giá EcoSport dự kiến không thay đổi đáng kể. Hiện tại đây là mẫu SUV hạng B có giá thấp nhất phân khúc chỉ từ 545 triệu đồng. Mitsubishi Outlander. Bản nâng cấp của Mitsubishi Outlander đã gần đến ngày ra mắt. Theo thông tin từ bộ phận bán hàng, nhiều khả năng là Outlander 2020 sẽ được bán ra ngay cuối tháng 2 này. Và ban đầu chỉ có 2 phiên bản động cơ 2 lít được giao trước. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước. Một vài chiếc Outlander được cho là bản mới 2020 đã được bắt gặp sớm. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift và với một vài thay đổi nhỏ trong thiết kế, bao gồm cụm đèn chiếu sáng LED, lưới tản nhiệt, can trước, sau và vành xe. Bên trong có thay đổi đáng giá nhất là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Động cơ vẫn giữ nguyên. Có nguồn tin cho rằng Outlander còn có thêm một số tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường và báo va chạm sớm. Giá Outlander 2020 tính đến thời điểm này chưa được tiết lộ. Giá mẫu cũ
hiện tại 823 triệu đến 1,1 tỷ, nhưng mẫu xe này luôn được bán với giá từ 808 triệu đến 1,05 tỷ đồng. Ford Escape. Ford Escape đã được lắp ráp tại Việt Nam trong năm nay. Theo chia sẻ của bộ phận bán hàng, mẫu xe này sẽ ra mắt vào khoảng quý cuối năm, dự kiến có các bản Trend và Titanium với giá dao động tạm tính từ trên 900 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trong phân khúc gầm cao hạng C với các mẫu như Mazda CX-5, Honda CR-V. Trước đây thì Escape từng được giới thiệu tại VMS 2019 nhưng là xe nhập mẫu. Một chiếc Escape đã được bắt gặp chạy thử trong khuôn viên nhà máy với diện mạo giống hệt xe trưng bày. Mẫu xe này đánh dấu sự trở lại sau hơn 6 năm tại Việt Nam với hàng loạt công nghệ mới và thiết kế lột xác hoàn toàn. Động cơ xe là loại máy xăng tăng áp EcoBoost đời mới. Được trông đợi sẽ cho sức mạnh tương tự Focus trước đây, nhưng tiết kiệm được nhiên liệu hơn. Theo truyền thống của Ford, Escape có thể được tích hợp hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến để cạnh tranh với các đối thủ Nhật, Hàn Quốc cùng tầm giá. Toyota Harrier. Theo một nguồn tin riêng, Toyota chuẩn bị tham gia phân khúc crossover cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson và Nissan X-Trail. Cái tên được dự đoán nhiều nhất là Harrier, mẫu xe vốn được coi là đàn em của Lexus RX. Toyota Harrier hiện chỉ phân phối tại thị trường Malaysia và Singapore. Tại Malaysia, xe có giá bán tiêu chuẩn là 238.000 RM, tương đương 1,353 tỷ đồng. Mẫu crossover Nhật Bản sử dụng động cơ tăng áp 2 lít, tên mã 8AR FTS, cho công suất 231 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hiện phía Toyota chưa xác thực thông tin. Nếu Harrier xuất hiện tại Việt Nam, mẫu xe này tạo được nhiều sức hút nhờ sức ảnh hưởng vốn có của thương hiệu Toyota. Nhưng cũng không loại trừ khả năng mẫu crossover mới có thể là RAV4 hoặc CHR. Kia Sorento. Trong khi thế giới đang đếm từng ngày đón Kia Sorento thế hệ 4, thì người tiêu dùng tại Việt Nam lại đang phải chờ thế hệ thứ 3 của mẫu xe này trong năm nay. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Sorento mới sẽ được Thaco giới thiệu vào khoảng quý 3. Cùng thời điểm mẫu SUV cỡ nhỏ Seltos ra mắt, mẫu xe này tiếp tục được lắp ráp trong nước. Kia Sorento thế hệ thứ 3 không phải sản phẩm hoàn toàn xa lạ tại Việt Nam. Vào năm 2016, mẫu mới thuộc thế hệ thứ 3 từng được nhập về bởi một doanh nghiệp tư nhân, nhưng sau đó mẫu này gần như biến mất khỏi thị trường. Chỉ có Sorento thế hệ thứ 2 được Thaco bán chính hãng từ tháng 9 năm 2009 tới thời điểm này. Ban đầu xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc và sau này được nội địa hóa tại Việt Nam. Tuy nhiên, Sorento mới sắp ra mắt là bản nâng cấp Philip của thế hệ thứ 3, với diện mạo được trau chuốt hơn so với bản cũ xuất hiện năm 2016. Đây chính là phiên bản Sorento được giới thiệu tại Singapore Motor Show diễn ra đầu tháng 1 năm 2020. Trước đó, phiên bản này đã ra mắt tại châu Âu từ năm 2018. Một số mẫu xe khác. Ngoài ra trong năm nay, một số mẫu SUV crossover khác đang được trông đợi đưa về Việt Nam là Nissan X-Trail và Honda CR-V. Cả hai mẫu xe này đều là bản nâng cấp Philip. X-Trail đã có mặt tại Đông Nam Á trong hơn một năm qua, còn CR-V dục dịch ra mắt tại Thái Lan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kênh truyền hình ô tô Bika TV. Hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.